Trời, cái này là mua là tính trước rồi hả sao á? Con chống mặt chú con, đẩy tới luôn. Đó, chú ăn hết ổi mì luôn mà giỡn đâu có chừng tung gì cả. Đói quá rồi. Đó, ổi mì đó. Này, này tiếng xấu sẽ lên Facebook luôn, có phải đơn thôi. Nếu mà đó, cầm lên, đây là cầm lên như vậy là...